Khủng long vốn là loài đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Thế nhưng 20 năm trở lại đây, chúng sống lại và chịu sự kiểm soát của con người. Có một công viên độc nhất vô nhị. Ở đây, loài người có thể tham quan các loại khủng long đa dạng. Cấp thấp nhất của công viên là hình chiếu 3D khủng long, dành cho các bạn thiếu nhi đến xem. Các bạn nhỏ lớn hơn, có thể được chơi đùa với những con khủng long nhỏ. Bọn chúng vừa đáng yêu, vừa nghe lời. Vô cùng thích hợp để cùng chơi với các bé. Nếu như muốn đến thật gần với những loài khủng long cỡ lớn khác, du khách có thể ngồi trong một quả cầu thủy tinh, quan sát các loài ăn cỏ với khoảng cách gần. Hoặc là ngồi ở bể cá, xem khủng long biển biểu diễn. Trong mắt người quản lý Claire, khủng long chẳng qua chỉ là đồ chơi mà con người thích thú. Con người có thể quyết định sống chết của chúng. Nam chính của chúng ta là Owen, một nhân viên bình thường ở trong công viên. Đối với anh, những con khủng long này dù là nhân bản vô tính, nhưng chúng cũng linh hồn. Dưới sự nuôi dưỡng kiên trì của anh, những con khủng long săn mồi này có thể giao tiếp với Owen. Một hôm, nhà khoa học đến tìm Owen nói chuyện. Anh tốn nhiều tâm sức nuôi dạy bọn khủng long, nhưng lại không có giá trị gì cả. Nói không chừng, sẽ có ngày bị chúng ăn thịt. Mà ngày hôm đó, một nhân viên đang cho khủng long ăn, thì bị kéo rơi xuống lồng chứa khủng long. Owen lập tức lao đến, khống chế cử động của bầy khủng long săn mồi, cứu được cậu nhân viên ra ngoài. Nhà khoa học nhìn theo mà trầm trồ thán phục. Vì để công viên càng ngày càng thu hút nhiều khách du lịch, bọn họ nghĩ khủng long tự nhiên đã không còn đủ dùng, nên đã sử dụng gen của loài bạo chúa, cải tạo thành giống mới. Như vậy, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi lai ghép xong khủng long bạo chúa mới, Claire đến tìm Owen, hy vọng anh có thể huấn luyện nó. Nhưng không ai biết sức tấn công của nó mạnh đến nhường nào. Một miếng đầu trâu được treo lên, con khủng long một phát ăn sạch luôn. Hình dáng cụ thể của nó, Owen vẫn chưa được nhìn thấy. Công viên rất nhanh xảy ra sự cố. Khi nhân viên đưa Owen đi vào lồng, con khủng long này ngụy trang trốn đi. Nhưng khi công nhân chưa kịp phản ứng, con bạo chúa đã hung hãn xông ra. Xảy ra chuyện lớn rồi, con khủng long này nhìn thấy gì là ăn đấy. Những thứ không ăn được nó sẽ phá. Owen đổ xăng khắp người mới thoát được một mạng. Sau khi con bạo chúa vào trong công viên, những con khủng long ăn cỏ bắt đầu hoảng loạn. Vì không muốn làm du khách kinh sợ, công viên bắt đầu điều động quân đội theo dấu để bắt con bạo chúa này lại. Nhưng chuyện không thể ngờ tới là con khủng long này biết tự cắm bỏ máy theo dõi trên người mình. Trí thông minh của con quái vật đã có thể đối phó với trinh sát. Hơn nữa, còn có khả năng ngụy trang. Nó còn trốn trong rừng cây rậm rạp, chờ đợi con người. Một người xông lên bắt con bạo chúa, kết quả trở thành bữa ăn của nó. Owen yêu cầu phải sơ tán gấp tất cả các khách du lịch. Clara hết sức hoảng sợ trước tình cảnh này. Nhưng bên ngoài, vẫn có hai cậu bé ở trong quả cầu thủy tinh. Con bạo chúa bị quả cầu thủy tinh này thu hút. Thì ra, thích đồ nghịch với cầu là bản tính của động vật. May thay.